Tiêu có trứng luôn rồi. Rồi, sảy rồi các bạn ơi. Trời ơi trời, nó lôi. Nó mới ăn luôn nè, cái dấu mới to luôn nè. Ờ, cái trứng nó lôi ra ngoài luôn nè các bạn. Uổng quá trời các bạn ơi. Bây giờ tiếp tục kìa, dính nữa các bạn ơi. Từ xa thấy nó kìa, thấy nó treo kìa. Wow, chị đã rồi. Trời ơi trời, con bìm bịp nó bự nè. Con bìm bịp cóc các bạn. Nó treo lòng thòng nè. Ui bự ghê luôn. Wow, rồi mất tiêu cái trứng mình luôn rồi. Nó ăn đâu mất tiêu cái trứng luôn rồi. Đó, đó, quá chi đã các bạn ơi. Rồi Linh mến chào cô chú anh chị và các bạn. Quay trở lại kênh Quần Linh Vlog, cuộc sống dân dã. Thì tiếp tục buổi chiều hôm nay thì mình lại đi thăm bẫy nữa các bạn. Thì Linh mời các bạn cùng với Linh đi thăm bẫy. Thì tiếp hôm nay thì Linh đặt bằng cái mồi trứng gà. Thì coi hôm nay có dính không các bạn. Hôm nay là cũng là ngày thứ hai rồi. Thì Linh mời các bạn cùng với Linh đi thăm. Coi thành quả hôm nay có dính không. Rồi Linh mời các bạn. Rồi thì mình đi vô tiếp tục mình đi thăm cái bụi da chỗ nhà bác Tư nữa các bạn. Thăm hai cái cận bẫy ở đây. Thăm đây trước rồi mình đi dài dài ra ngoài. Và mất tiêu có trứng luôn rồi. Rồi sảy rồi các bạn ơi. Trời ơi trời, nó lôi. Nó mới ăn luôn nè, cái dấu mới to luôn nè. Ờ, cái trứng nó lôi ra ngoài luôn nè các bạn. Quá chí rồi, nó ăn sạch trơn cái trứng gà luôn. Vì sao không dính ta. Còn ướt nhẹp luôn nè. Các bạn thấy nó ướt không? Cái trứng nó ăn còn ướt nhẹp luôn. Trời ơi nè, sảy rồi các bạn ơi. Qua wow, nó quấn vô tới trong đây luôn. Sảy mất tiêu luôn rồi nè. Trời trời, quá trời uổng rồi. Nó quấn vậy nè các bạn. Vô tới đây nó sảy mất tiêu rồi. Ô cái chỗ mới này quá chỉ đã các bạn ơi, nhảy quá trời luôn. Cái chỗ mới này. Hôm qua thì mình thăm nó dính được con. Cũng ngay chỗ này luôn. Cái cần bẫy này hồi sáng thì nó không có dính. Rồi để bây giờ Linh gài nó lại. Hôm qua cái cần bẫy chỗ này thì nó không có dính rồi các bạn. Qua bữa thứ hai là nó chỗ này nó ăn nè. Nó ăn như sao mà bị sảy uổng như ta. Bữa nay Linh đi thăm cũng có mình, anh hai thì ảnh có công chuyện rồi nên ảnh đi không được. Mấy ngày nay Linh đi mình thôi. Để Linh gài nó lại. Quá trời uổng rồi. Nó quấn vô cái cây này nè. Không biết sao mà nó để nó vuột ra mất tiêu luôn. Để Linh đặt máy chỗ này rồi Linh gài nó lại. Uổng quá trời các bạn ơi. Không thôi mình có hàng nữa rồi. Nó tha nguyên cái trứng. Nguyên cái trứng của mình nó tha văng ra ngoài luôn. Chỗ này quá trời bìm bịp luôn. Nó dính nhiều khi nó dính meo quá các bạn, dính cái móng á. Nó giật nó dính cái móng rồi nó quấn vô cây. Rồi nó gịt rồi nó vuột ra. Còn nó lọt vô cái chân nó luôn thì khó mà sảy. Rồi, bây giờ Linh vừa gài nó xong. Bây giờ Linh gài nó xong rồi, bây giờ mình đi thăm tiếp cái cần kia. Uổng quá trời các bạn ơi. Bây giờ tiếp tục kìa, dính nữa các bạn ơi. Từ xa thấy nó kìa, thấy nó treo kìa. Wow, chị đã rồi. Trời ơi, trời, con bìm bịp nó bự nè. Con bìm bịp cóc các bạn. Nó treo lòng thòng nè. Ui, bự ghê luôn. Wow, rồi mất tiêu cái trứng mình luôn rồi.
Nó ăn đâu mất tiêu cái trứng luôn rồi. Đỏ quá, quá chí đã các bạn ơi. Đây nè, quá chí đã rồi. Chết bà rồi, gãy cái giò nó luôn rồi các bạn ơi. Gãy cái giò mất tiêu luôn rồi, cái giò nó gãy lìa ra luôn rồi. Để Linh dở nó. Còn cái trứng ở đây đâu mất tiêu nó luôn rồi. Để chút xíu mình coi nó lại sao. Chết rồi, đi thăm không của mình không có đem theo cái trứng nữa. Rồi giờ để Linh gỡ nó cái, để nó sảy. Trời ơi, nó quấn. Bứt nguyên cái cây luôn. Wow, con bịp cóc này nó bự quá trời nha các bạn. Rồi thì Linh cũng mới vừa gỡ nó xong rồi các bạn. Đây, được một con bịp cóc quá chứ bự luôn. Ủa, nó dính tới nó quấn bị gãy cái giò luôn nè. Quá trời luôn. Nó bự quá, nó dãy á các bạn. Rồi thì bây giờ Linh gài cái cần bẫy lại, mình đi thăm tiếp mấy cái cần kia. Cái chỗ này nãy nó sảy hai cần mà sảy hết một cần. Nó giật dính rồi mà nó vẫn sảy ra. Còn một cần này thì nó treo lên, nó dính. Cái mồi trứng gà này nhạy quá các bạn ơi. Rồi bây giờ để Linh gài cái cần bẫy xong rồi mình đi thăm tiếp mấy cần kia. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi thăm mấy cần kia các bạn ơi. Ủa, không thôi, ở chỗ này dính được hai em rồi. Chỗ này nó sảy thiệt uổng luôn. Chỗ này nó ăn cái trứng nó lôi văng ra ngoài luôn, cọng dây nó quấn xiết trong cái cây luôn. Giờ còn có cái vỏ không à. Cái trứng cái ruột nó ăn sạch chân. Giờ còn cái vỏ không. Linh ụp đại đi. Rồi ngày mai mình đi thăm thì mình sẽ đem trứng theo mình thay. Rồi bây giờ tiếp tục thì mình thăm mấy cái cần bên kia. Giờ mình vô cái miếng đất của anh Thắng thì mình thăm một cần. Cái cần bảy này nữa mà nó không dính nữa. Để ngày mai Linh dời nó qua điểm khác. Chỗ này được con hai con gì trong lùm này nó bay ra. Dính cũng được con hai con gì các bạn. Qua wow, hai cần chỗ mới thăm đã sức đã. Hai cần thấy dính hết hai con luôn. Mà sảy hết một con, uổng thiệt uổng luôn. Rồi cái cần này nó còn luôn các bạn ơi, nó không ăn đâu à. Đây nó còn cong vòng luôn, nó chưa có ăn. Rồi để cái này, cần này để ngày mai Linh dời nó đi điểm khác. Chỗ này là nó nhát rồi. Còn mấy cần ở ngoài clip dừa với ngoài clip đậu bắp nữa. Cái màu trứng gà này thấy nó ngon quá các bạn, nó cũng hiệu quả quá. Nó cũng không có thua gì chứng dịch đâu. Mình thấy cái màu nó sậm sậm đi chứ nó rất nhạy luôn. Để hai trứng hai bên sát bên.
giống mới to, con giống mới ăn không á. Tới nè, tới ngay mấy cái động nữa nó này. Tới đây là nó đứng ra nó đón lên nè các bạn. Dữ quá vậy, dữ luôn. Quá trời. Quá trời, thấy nó dữ không các bạn? Bốn con chó này dữ ghê luôn á. Đi ngang phải cầm cây mà thủ với nó. Chứ mình đi đi không không là nó bay vô giò nó táp 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 vậy. Giờ này bên đó nghe người ta tưới nước, không biết có người đó không nữa. Thấy có nổ máy. Tới mình đi thăm cái cừng bên đây nữa coi. Cần đây không có nên mai tiễn nó đi luôn. Tiễn nó đi chỗ khác luôn. Còn nguyên luôn các bạn ơi. Rồi vậy là cái cần này ngày mai với cần kia mình tiễn nó đi qua bên điểm khác. Mấy cái điểm này mình gài nó cũng lâu rồi. Nó nhát rồi, mình gài nó điểm khác cho nó dạng ăn rồi. Bây giờ mình qua cái hàng đậu bắp. Nghe tiếng máy nổ á, mà không biết ta có tưới cây gì không. Để Linh ghé vô trong đây thăm một một cần lẻ trong đây. Thiệt, bên kia người ta bơm nước lên người ta tưới. Người ta tưới đậu bắp. Còn cần lẻ ở trong đây. Dính không dính thì mai tiễn hết. Tiễn mình tập trung lại chỗ cái khu vực bụi tre đó các bạn. Bụi tre đó còn nhiều dữ lắm. Bụi tre đó nó bay trong cái lùm gán á, nó bay đặt cái chổng chân luôn. Ủa, vậy là đi hút rồi, cái cần ở đầu này chứ. Mình nhớ cái cần cuối hoài à. Vậy là cái cần thứ ba. Nó nằm ở cần thứ ba nè. Rồi, còn cong vòng luôn các bạn ơi. Cần thứ ba còn cong vòng luôn. Chỗ này ngon quá mà. Thưa bìm bẹp rồi. Ngày mai mình tiễn cái cần này đó đi luôn. Giờ mình qua thăm hai cái chỗ, hai cái cần bẫy mới. Rồi, người ta bơm nước lên đậu bắp. Bơm nước thôi chú Bình. Đây người ta bơm nước nè các bạn. Rồi giờ Linh qua đây thăm một cái cần bẫy ở đây. Rồi, bật nữa rồi, không biết bị cái gì nữa.
bật nữa rồi. Chuồn chuồn nó đậu luôn rồi nè. Rồi để Linh gài nó lại. Bị gãy hết giò các bạn, nó còn có 4 giò. Giờ này ở đây nó bơm nước ồn quá. Rồi bây giờ Linh cũng gài xong cừng này rồi. Ở đây cái cừng này nó bị cái gì mà không biết, nó bị sụp hoài luôn. Chỗ này nè, nó bị gãy hết một giò nữa rồi, còn có 4 giò hả. Bây giờ Linh tiếp tục còn cừng cuối cùng để Linh đi thăm cho xong luôn. Đây là cái clip của vườn nhà chú Bình. Chú Bình giờ đang tắt nước các bạn. Đâu đây vậy? Rồi giờ còn một cần cuối cùng bên đây nè các bạn, bên cái vườn dừa mình thăm mấy ngày rồi. Bên đây ngày thứ hai. Rồi còn luôn rồi các bạn ơi. Chỗ này nó thưa mình bịp hay sao á. Mấy cái clip dừa người ta cũng mới trồng lớn lên đây. À, cái cần 7 của mình bên đây còn nè. Mấy cái clip này quá chí ngon luôn, mà trống quá. Ở đây người ta bẻ đậu tới lui hoài, chắc nó cũng nhát, nó không dám xuống. Đây người ta trồng mấy cái đậu nè các bạn. Rồi thì bây giờ chắc Linh đi về. Buổi chiều nay mình đi thăm được một con, cũng là ngày thứ hai. Nó dính được 2 con mà nó sảy uổng quá các bạn ơi. Không thôi chỗ đó là dính được 2 con rồi. Chỗ bụi tre nó bị bịp quá trời luôn. Rồi thì bây giờ Linh đi về. Thì hôm nay mình đi thăm được một con bị bịp, dính được 2 con mà sảy 1 con uổng quá các bạn. Thì đi sớm giờ cũng mệt quá, sức mồ hôi hết trơn. Thì được một con thì mình mừng quá rồi. Thì cái mồi trứng gà của mình thì nó rất là hiệu quả luôn các bạn. Nó cũng không có thua về cái trứng vịt đâu. Thì mình đặt chỗ Bắc Tư, chỗ cái bụi tre thì 2 cần 7 và thấy dính hết 2 con rồi. Hồi hôm trước, bữa trước đó thì nó dính chỗ đó 1 con. Qua bữa sau, bữa nay thì nó dính được 2 con. Mà nó sảy 1 con, quá chí uổng. Cũng mình cũng vớt vát được một con bịp cóc cũng bự quá các bạn. Thì rồi thì Linh cũng cảm ơn cô chú chị và các bạn đã theo dõi video của Linh. Linh xin hẹn cô chú chị và các bạn trong video kế tiếp. Linh cảm ơn các bạn. Thì nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh của Linh thì hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi video mới nhất. Linh chân thành cảm ơn các bạn.